Tiếp tục hoạt động giám sát chuyên đề, sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN về việc thực hiện nghị quyết số 99 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022. Theo PVN, đối với dầu khí thì an toàn cháy nổ là số 1, là điều kiện tiên quyết đối với sự tồn tại phát triển của tập đoàn. Vì vậy, PVN quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị chữa cháy và báo cháy hiện đại, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách và bán chuyên trách, huấn luyện và thường xuyên diễn tập, kiểm tra an toàn. Trong giai đoạn 2020-2022, không có sự cố cháy nổ nghiêm trọng nào xảy ra tại các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy không quy định rõ công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng ở quy mô, mức độ nào thì cần phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Chưa quy định các công trình dầu khí trên biển, đường ống dẫn khí dưới biển có phải trình thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hay không. Chưa quy định cụ thể về tần suất kiểm tra thường xuyên là bao lâu nên thực hiện gặp khó khăn. Tôi cũng thấy thống kê là các đồng chí ra soát được có bao nhiêu văn bản. Vì mình làm công tác chữa cháy thì xem mình xem mà ví dụ luật phòng cháy chữa cháy rồi thì nghị định chính phủ có bao nhiêu rồi bộ công thương có bao nhiêu cái văn bản hướng về công tác phòng cháy chữa cháy liên quan đến xăng dầu, trước hết phải ra soát, phải thống kê lại để chúng muốn xem để sau này kiến nghị có sửa đổi phòng cháy chữa cháy, nhất là các cái quy trình quy chuẩn cho cái phòng cháy chữa cháy, quy định phòng cháy chữa cháy chung nhưng mà nó lại không phù hợp với ngành dầu khí chúng ta, nó chưa phù hợp với ngành dầu khí, tức là cái áo này nó không mặc cho ngành dầu khí được. Thì cái này cũng là một cái mà trong quá trình xây dựng pháp luật, có văn bản pháp luật thì cũng cần phải có cái sự đề cập đến. Vì lý do là lĩnh vực dầu khí nó khác. Các thành viên đoàn giám sát cũng đánh giá cao PVN đã triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, bởi đây là nhu cầu nội tại từ hoạt động của tập đoàn. Đặc biệt, tập đoàn PVN thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo tình huống khẩn cấp, đồng thời đề nghị tập đoàn báo cáo làm rõ hơn kết quả các cuộc kiểm tra, thanh tra về phòng cháy chữa cháy.